Mọi người ơi, hôm nay mình làm một cái món ăn vặt, đó là món bánh tráng rong biển chiên giòn sốt phô mai. Thì cái món bánh tráng rong biển chiên giòn sốt phô mai này trông rất là đơn giản nhưng mà ngon mọi người à. Ăn chơi ăn vặt trông rất là ngon luôn mọi người ơi. Rồi mọi người muốn biết mình làm cái món này như thế nào thì mọi người hãy cùng mình để vào bếp làm ngay cái món rong biển bánh tráng chiên giòn sốt phô mai ăn nha mọi người. Hai cái vlog Bí Nấm xin chào mọi người. Hôm nay mình làm một cái món ăn vặt, ăn chơi, đó là một cái món bánh tráng rong biển sốt phô mai. Thì cái món bánh tráng rong biển sốt phô mai này mình có sử dụng những cái nguyên liệu trông rất là đơn giản luôn. Bây giờ mình nói sơ qua cho mọi người cùng biết ha. Thì mình có chuẩn bị là bánh tráng và rong biển. Rong biển mình sử dụng cái loại miếng vuông mà người ta hay cuốn sushi đó mọi người. Đây là muối phô mai để xốc cho cái món bánh tráng rong biển này nha mọi người. Cái món này trông rất là đơn giản, chỉ có 3 nguyên liệu thôi, nhưng mà cái món này ăn chơi ăn vặt trông rất là ngon mọi người. Rồi bây giờ mình đi làm cái rong biển và bánh tráng để mix lại hai cái này, rồi sau đó thì mình sẽ đem đi chiên. Chiên xong rồi mình mới cho muối phô mai vào nha mọi người, để xốc lên thì ăn nó mới ngon mọi người ạ. Mình chuẩn bị cái thớt này để mình lót cái rong biển. Mình cho bánh tráng lên cái rong biển nha mọi người. Mình sẽ lấy cái rong biển này ra. Đây là cái rong biển. Mình bánh tráng. Mình không có cái bánh tráng vuông lớn mọi người à. Mình sử dụng bánh tráng này. Mình sẽ vét cái bánh tráng này lên cái mặt rong biển. Mình sẽ kẹp hai cái này lại nha mọi người. Mình vét nước lên cái bánh tráng nha mọi người, để cho nó ướt mọi người, thì nó mới dính cái rong biển của mình nha mọi người. Sau đó thì mình ịn lên cái miếng rong biển mọi người à. Mình kẹp hai cái này lại và sau đó thì mình sẽ cắt miếng, tiếp tục vét cái nước lên bánh tráng nha mọi người. Mình vét cho ướt hết cái bánh tráng rồi sau đó thì mình ịn lên đi nha mọi người. Mình ịn cho hết cái mặt rong biển luôn nha mọi người. Tại vì mình không có bánh tráng vuông á mọi người. Nếu như mình có bánh tráng vuông thì mình để vào thì nó gọn lắm mọi người. Mình cắt vừa đủ cái miếng rong biển thì mình vét và mình ịn vô thôi. Còn cái này mình không có thì mình sử dụng nó như vậy nha mọi người. Rồi, vậy là mình đã có cái bánh tráng rong biển. Bây giờ mình cắt cái miếng vuông nha mọi người nha. Sau khi mình đã cho cái bánh tráng lên cái miếng rong biển, mình cho luôn hai mặt nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái bánh tráng này miếng vuông vuông nhỏ nhỏ nha mọi người. Mình cắt cho hết cái miếng bánh tráng rong biển đi nha mọi người. Mình cắt miếng vuông như vậy nha mọi người nha. Rồi bây giờ mình cắt cho hết cái bánh tráng rong biển. Sau khi mình đã cuốn bánh tráng với rong biển lại rồi, mình cắt miếng vuông vuông như vậy là được nha mọi người. Mình cho những cái miếng bánh thì mình đã làm xong rồi, mình cho vào cái đĩa. Sau khi mình ép bánh tráng với rong biển lại thành miếng rồi, sau đó thì mình cắt ra cái miếng vuông vuông như vậy nha mọi người. Mình cắt như vậy là được nha mọi người. Và bây giờ mình đem đi chiên thôi mọi người. Mình cho cái chảo lên lò và mình đã cho dầu vào rồi. Mình bấm lò thì cái dầu cũng đã nóng lên rồi. Bây giờ mình thả cái bánh chén rong biển vào mình chiên nha mọi người. Mình chiên thì cái bánh chén nó phồng lên nó rất là giòn mọi người nè. Nó phồng lên đi, nó giòn nhìn nó ngon không mọi người. Rồi mình chiên như vậy là được nha. Mình gấp cái bánh chén này cho ra cái rây để mình để cho nó ráo dầu mọi người. Mình cho vào đây. Rồi mình lại tiếp tục cho bánh vào nha. Cái món này ăn là ghiền luôn đó mọi người. Mình xúc nữa, mình làm xong rồi mình xúc cái phô mai á. Ăn cũng ngon lắm mọi người. Rồi bánh đã phồng giòn như vậy thì mình gấp ra nha mọi người. Mọi người thấy cái miếng bánh trông rất là đẹp ha. Ở ngoài trắng trắng, ở trong cái miếng rong biển đen đen xanh xanh, trông rất là ngon. Bây giờ mình gấp cái bánh này cho ra cái này để
cho nó ráo dầu nha mọi người. Rồi bây giờ mình gấp hết cái này ra, sau đó thì mình tiếp tục mình chiên cho hết nha mọi người, chiên cho hết cái bánh còn lại. Thì sau khi mình chiên bánh chén rong biển thì cũng đã xong rồi, mình để trong cái này ráo rồi. Bây giờ mình cho cái này ra đĩa để mình xốc phô mai nha mọi người. Mình cho những cái bánh này ra đĩa. Nó giòn tan luôn mọi người, nhìn nó ngon quá mọi người. Vậy là mình đã có một cái món bánh chén rong biển đã chiên giòn cực kỳ là thơm ngon luôn mọi người. Bây giờ mình cho cái vị muối phô mai vắt lên nha mọi người. Rồi bây giờ mình cắt cái bịch muối phô mai này ra nha mọi người. Mình cắt cái bịch muối phô mai ra rồi, bây giờ mình cho cái rây mình đổ vào đây để mình rắc nha mọi người. Mình mở cái quẹt mình rắc muối nó bay mọi người à. Cái vị muối phô mai nó thơm lắm mọi người. Cái đây mình phải cho vào cái thố rồi mình xúc nó lên nó dễ hơn mọi người. Mọi người đợi cho mình lấy cái thố bỏ vào mình xúc nó nha mọi người. Mình cho vào đây mình xúc cho nó dễ mọi người. Mình cho thêm muối vào nha mọi người. Cái vị phô mai này ngon quá mọi người. Nó mặn mặn, nó thơm thơm. Nó thơm mùi phô mai mọi người. Không biết là mình cho nhiều nó mặn hay không. Mình cho vào cái rây để mình gấp cho nó dễ. Cái muối phô mai này mình rắc nhiều thứ lắm mọi người. Chẳng hạn như mình rắc với khoai tây nè. Nói chung là mình thích ăn cái gì mình rắc cái đó cho mọi người. Rồi bây giờ mình xúc đều lên nè. Mọi người thấy mình xúc cái bánh lên nó giòn giùm luôn đó mọi người. Rồi vậy là mình đã có một cái món bánh chén rong biển xúc phô mai trông rất là ngon. Bây giờ mình cho ra cái đĩa. Cái vị này cực kỳ là thơm ngon luôn. Ngồi buồn buồn mà ăn cái món này thì thôi rồi, khỏi nói nha mọi người. Trông rất là ngon. Sau khi bánh chén rong biển chiên giòn xúc phô mai thì mình đã làm xong và cho ra đĩa rồi. Bây giờ mình sẽ mời mọi người cùng thưởng thức cái món bánh chén rong biển chiên giòn xốp phô mai này nha mọi người. Rồi bây giờ mình không đợi mọi người đợi lâu nữa. Bây giờ mình mời mọi người cùng ăn cái món bánh chén rong biển chiên giòn xốp phô mai với mình nha. Mình lấy một miếng để mình mời mọi người cùng thử cái món này và cái vị nó ngon như thế nào nha mọi người. Nếu như ai đã từng ăn vặt thì ăn những cái món này trông rất là ngon luôn. Mọi người thấy cái miếng bánh ha. Bên trong thì có miếng rong biển, bên ngoài thì có bánh chén và một lớp phô mai cam ở bên ngoài, trông rất là ngon. Rồi bây giờ mình mời mọi người cùng thưởng thức cái món ăn vặt, ăn chơi cho vui nha mọi người. Mình mời mọi người. Nó giòn tan luôn mọi người, nó giòn rụm luôn mọi người, nó ngon lắm mọi người. Ở bên ngoài là miếng chén nó giòn giòn trắng và bên trong nó có miếng rong biển cực kỳ là ngon và thêm cái muối phô mai cam ngon lắm mọi người. Cái vị rất là thơm, mùi phô mai mặn mặn ngọt ngọt trông rất là ngon. Mình mời mọi người nha. Ngon quá, rất là ngon luôn mọi người. Mình mời mọi người thêm một miếng nữa cùng thưởng thức và ăn với mình cái món ăn vặt ăn chơi cho rất là ngon luôn. Bỏ vào miệng giòn tan luôn mọi người mà béo béo. Mình chiên nó có cái vị dầu nó làm cho béo béo nè. Bánh chén giòn giòn bên trong thì có miếng rong biển ăn rất thơm thơm, mùi rong biển rất là ngon và bên ngoài thì có một lớp muối phô mai cam
rắc lên ăn cái vị nó mặn mặn ngọt ngọt, thơm mùi phô mai cực kỳ là ngon luôn mọi người. Nhiều khi mọi người thường nấu những cái món ăn chính mà quên đi những cái món ăn vặt, không có làm những cái món ăn vặt ăn chơi để ăn cho vui miệng. Thì mọi người, nếu như mọi người mà bỏ quên những cái món ăn vặt á, thì mọi người hãy xem những cái video của mình, có nhiều món ăn vặt ăn chơi, làm trông rất là nhanh gọn lẹ. Ra có một cái món ăn vặt buồn buồn buổi trưa mà nhai những cái món này nó rất là vui luôn mọi người. Nó giòn tan trong miệng và ăn rất là ngon nha. Trông rất là đơn giản và làm rất là nhanh gọn lẹ, không có gì là khó đâu mọi người, và cũng không có tốn quá nhiều thời gian đâu, nhưng mà cho ra một cái món ăn vặt cực kỳ là ngon luôn nha mọi người. Mình quay cận cảnh để cho mọi người xem cái món bánh chén rong biển chiên giòn sốt phô mai cho mọi người xem. Nhìn cái món trông rất là đơn giản nhưng mà rất là ngon. Rồi mọi người, nếu như thấy cái món này mọi người thích thì mọi người hãy làm thử ăn nha mọi người. Trông rất là đơn giản luôn. Mình chỉ cần vào siêu thị là những cái đồ này ở trong bên trong siêu thị đều có bán hết mọi người. Rong biển thì ở siêu thị cũng bán, bánh chén thì mình mua ở bên ngoài hoặc là siêu thị cũng có. Và cái vị muối phô mai cam này ở trong siêu thị cũng có bán luôn nha mọi người. Đơn giản lắm, chỉ cần vào siêu thị mua những cái nguyên liệu đầy đủ là mình về mình làm một cái món này chiên ra ăn vặt ăn chơi trông rất là ngon mọi người. Bưng ra chỉ cần ngồi nhâm nhi một lát là hết liền mọi người. Trông rất là ngon. Buồn buồn mà có những cái món này ăn vặt thì thôi rồi, khỏi nói luôn, rất là tuyệt vời. Thì cái món ăn của mình đã cho ra đĩa và cũng mời mọi người cùng thưởng thức cái món bánh chén rong biển chiên giòn sốt phô mai cùng thưởng thức với mình rồi. Rồi nếu như mọi người thấy cái món này mọi người thích thì mọi người hãy làm ngay cái món này ăn nha. Và mọi người thấy cái món ăn của mình mọi người thấy ngon thì mọi người hãy ủng hộ cho cái video của mình và món ăn của mình. Mọi người cho mình một nút like, share và subscribe đăng ký kênh để có cái video mới tiếp theo xem nha mọi người. Mình hẹn gặp lại mọi người một cái món ăn và một cái video sau. Mình xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mình luôn luôn chúc mọi người luôn luôn thành công và nhiều sức khỏe nha mọi người. Và ủng hộ cho cái video của mình nha mọi người.